Khi trời mưa thì món đồ không thể thiếu của mọi người đó là chiếc áo mưa. Nhưng những chiếc áo mưa mua ngoài hàng thường mỏng và rất dễ rách vì không có đường may. Vậy làm thế nào để có một chiếc áo mưa bền đẹp bây giờ nhỉ? Mình chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc tự may cho mình một chiếc áo mưa phải không nào? Do vậy, trong clip chia sẻ này mình sẽ dẫn tiếp cho các bạn cách may một chiếc áo mưa dành cho người lớn nhé. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi clip hướng dẫn may áo mưa, và để có được bản thiết kế áo mưa người lớn mà các bạn hãy truy cập vào website atcuocdoi.com và tìm trong chuyên mục khéo tay may vá là sẽ có. Bây giờ sẽ đến phần chuẩn bị nguyên liệu để may áo mưa này. Đây là một mảnh vải chính, một mảnh vải mưa trong, một miếng nhựa mỏng, một chiếc kéo và chiếc thước. Tất nhiên các bạn cần có thêm một chiếc máy khâu nữa nhé. Theo bản thiết kế, các bạn cắt mũ thành hai mảnh bằng nhau. Cắt hai miếng đắp vải chính như thế này. Tiếp theo là mảnh C và mảnh D kích thước như trên website mình đã chia sẻ. Đây là hai mảnh vải chính. Phần sau các bạn cắt một mảnh. Thân trước bên trên vải gấp đôi. Nào chúng mình cùng bắt tay vào thực hành may áo mưa người lớn nhé. Bước đầu tiên là công đoạn may mũ. Các bạn áp mặt phải của hai mảnh này lại với nhau, sau đó máy từ đỉnh của mũ xuống chân mũ. Đường may cách mép là 0,5cm như mình đang may. Sau đó lộn mũ ra mặt phải rồi máy giễu một đường ở mặt phải. Rồi các bạn chuyển sang công đoạn máy tai che đầu. Các bạn quan sát kỹ video mình hướng dẫn nhé. Thank you.
Sau khi máy xong thì các bạn hãy máy ghép vào mũ ban đầu. Bước thứ hai sẽ là máy ghép các chi tiết áo thân trước. Các bạn máy ghép mảnh C và mảnh D lại với nhau. Sau đó máy ghép hai mảnh B với mảnh vừa may. Ta sẽ được thân dưới như thế này. Đặt mặt phải thân A, đè lên mặt phải thân dưới vừa máy, rồi may ghép một đường cách mép là 0,5 cm. Vậy là đã xong công đoạn may áo mưa thân trước. Tiếp theo các bạn hãy đặt mặt phải của thân sau đè lên mặt phải thân trước và máy hai bên vai. Bước thứ ba sẽ là thao tác máy hai bên vai để ghép hai thân lại với nhau. Trước khi may ghép mũ vào thân, các bạn gập mép hai bên và máy cách mép là 0,5 cm nhé.
lồng mũ vào bên trong của áo mưa rồi máy hết đường tròn vòng quanh cổ. Bước cuối cùng là may gập các mép của áo mưa lại là xong rồi. Clip hướng dẫn may áo mưa cho người lớn của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Đừng quên click vào nút subscribe của kênh ảnh của tờ Duracell để trở thành người đầu tiên được xem video mới của mình nhé. Tôi là Minh Hằng và các bạn đang xem clip hướng dẫn may từ adcutoi.com.